Chào tất cả các bạn đang xem clip của mình các bạn, thì mình là Hoàng, là nhân viên phụ tùng của Hết Nước Bùn 1. Thì nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dàn nhựa nha các bạn, nhựa xe Vu chờ 1 đời đầu màu xanh các bạn. Thì bên mình có đủ màu của áo xe Vu 1 các bạn. Màu xanh thì bên kho mình đang có sẵn, còn những màu khác thì các bạn vui lòng đặt hàng ha. Đặt hàng tận tầng là sẽ có hàng nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu một vài chi tiết cho các bạn xem cũng như là báo giá cho các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái bẩn ha. Là màu xanh đậm ha các bạn, xanh mực ha. Thì đây là các bạn để ý ha. Thì mỗi một cái món thì nó sẽ có một cái mã số. Đây mã số nha các bạn. Thì mình sẽ bán cho các bạn là đủ một cái bộ để cho các bạn lắp vào chiếc xe nó mới nha các bạn. Thì tổng cộng một cái bộ áo xe Vu 1 này là sẽ là 19 món nha các bạn. Thì hôm nay mình chỉ mình giới thiệu cho các bạn vài món đặc trưng của xe thôi, còn những món còn lại thì mình có... Chào tất cả các bạn đang xem clip của mình các bạn, thì mình là Hoàng, là nhân viên phụ tùng của Hết Nước Bùn 1. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dàn nhựa nha các bạn, nhựa xe Vu chờ 1 đời đầu màu xanh các bạn. Thì bên mình có đủ màu của áo xe Vu 1 các bạn. Màu xanh thì bên kho mình đang có sẵn, còn những màu khác thì các bạn vui lòng đặt hàng ha. Đặt hàng tận tầng là sẽ có hàng nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu một vài chi tiết cho các bạn xem cũng như là báo giá cho các bạn ha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái bẩn ha. Là màu xanh đậm các bạn, xanh mực ha. Thì đây là các bạn để ý ha. Thì, mỗi một cái món thì nó sẽ có một cái mã số. Đây mã số nha các bạn. Thì mình sẽ bán cho các bạn là đủ một cái bộ để cho các bạn lắp vào chiếc xe nó mới nha các bạn. Thì tổng cộng một cái bộ áo xe Vu 1 này là sẽ là 19 món nha các bạn. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn vài món đặc trưng của xe thôi, còn những món còn lại thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình tư vấn cho các bạn ha. 19 món này sẽ không bao gồm các cái phần đèn xe ha. Đèn xe như là chụp lái rồi kéo kiến nắp hồ là không có ha, không có nằm trong cái bộ áo. Các bạn nào có nhu cầu thì có thể mua thêm ha. Bộ áo này chỉ dành bao gồm dàn nhựa ở ngoài thôi. Đây là một cặp bẩn ha, bẩn ngoài màu xanh nha các bạn, bẩn hai bên ha. Đây mình lấy tiếp cho các bạn ha. Tiếp theo là hai cái ốp sườn đi, ốp sườn cho các bạn xem ha. Từ phần phải còn bên đây là góc sườn trái ha, sườn trái một góc sườn phải. Đây các bạn, đây là góc sườn của xe Vu 1 ha. Cái đời góc sườn này thì nó sẽ có một cái miếng màng bảo vệ ở ngoài các bạn, miếng bọc này ha. Đây là cái chữ phụ trợ Honda các bạn. Thì khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ kết bạn Zalo với mình để gửi cái hình chiếc xe qua để cho mình báo giá cũng như là gửi hàng đúng chiếc xe cho các bạn ha. Tránh trường hợp mà các bạn nói cái thế này rồi mình gửi cho các bạn cái thế khác thì nó rất là khó các bạn. Ốp sườn bên phần còn lại ha, ốp sườn bên trái. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể kết bạn với mình ha, để mình tư vấn thêm cho các bạn ha. Đây các bạn,
Màu xanh, ngoài màu xanh này thì còn của bột nó sẽ có màu xanh ngọc, màu đỏ đô nữa các bạn. Đây ha. Như màu trắng thì bây giờ không còn bán nữa các bạn. Còn đang ngưng bán này, ngưng sản xuất các bạn. Đây là màu xanh ha. Hai cấp sườn hai bên rồi thì tiếp theo rồi mình sẽ lấy hai cái góc. Phải với cái trái ha. Tổng cộng là một quán là tới 19 món rồi nha các bạn. Các bạn nào muốn biết chi tiết những món nào thì có thể comment để mình gửi cái danh sách cho các bạn xem ha. Khu 1 thì giờ là giá tương đối lên rồi các bạn. Đây ha, có phần chốt chỗ này có tem nha các bạn. Đây là phần còn lại là không tem. Quần áo khu 1 thì mình có quần áo làm mới, quần neo. Các bạn nào có nhu cầu về các cái dòng áo xe loại khác của Honda thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Số điện thoại mình có để cho màn hình rồi các bạn. Một bộ áo sẽ là 19 món. Hiện bây giờ cái bộ này là bên mình đang bán với giá là 3.610.000 các bạn, chưa bao gồm phí ship ha. Các bạn nào ở gần khu vực Cần Thơ, Hồ Chí Minh thì bên mình sẽ ship luôn cho các bạn ha. Ở xa thì mình sẽ báo giá phí ship cho các bạn ha. Hai ống cấp hai bên nó có tem nha các bạn. Mặt nạ là đầy thì chữ nổi nha các bạn. Nói chung là bên mình bán đồ của Honda thì xe riêng các bạn như thế nào thì Honda sẽ cung cấp đúng cái phụ tùng của các bạn ha. Còn những phụ tùng nào mà Honda hiểu thích thì bên mình sẽ không có cung cấp cho các bạn, chứ không phải là như các ở bên ngoài thì có thể thay thế qua lại ha. Bên mình thì đúng mới bán nha các bạn. Thì khi mà mình bán một mã phụ tùng nào đời khác các bạn, mình sẽ tư vấn trước cho các bạn ha. Rồi có ốp ổ khóa nha các bạn. Đây. Có ổ khóa ha. Và nó sẽ có hai cái miếng đen để ốp ở trên này nữa các bạn. Rồi mình nhắc lại ở đây là cái đời này mình đang bán với giá là 3.610.000. Thì các bạn nào có những cái đời khác hoặc là màu khác thì các bạn có thể comment để cho mình báo giá cho các bạn ha. Thì clip mình báo giá đến đây là hết. Nếu các bạn nào thấy hay cũng như là muốn mua những cái phụ tùng nào khác thì các bạn có thể comment để đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.